nuôi bò hay nuôi khủng long có lợi hơn? Giả sử chúng ta thành công trong việc hồi sinh khủng long và có thể nhân giống chúng với số lượng lớn, điều gì sẽ xảy ra? Nhiều ngành kinh tế có thể bị tác động, và một trong những ngành kinh tế bị tác động nhiều nhất có thể là ngành chăn nuôi, khi chúng ta sẽ có những vật nuôi mới. Vậy nếu để lấy thịt thì nuôi bò hay nuôi khủng long sẽ có lợi hơn? Theo các trang web về nông nghiệp thì một con bò thịt đang lớn, nếu chăn nuôi đúng cách sẽ tăng khoảng 900 gram một ngày. Tuy nhiên, khủng long cổ dài khổng lồ chưa trưởng thành có thể đạt tốc độ tăng trưởng kinh hoàng lên đến 14 kg một ngày, và trong một năm thì chúng có thể tăng đến 5 tấn, có cho bò uống thuốc tăng trọng cũng chẳng đuổi kịp. Đó là chưa kể việc nhân giống khủng long còn đơn giản hơn nhiều khi chúng đẻ trứng, và mỗi lứa có thể đẻ nhiều quả trứng thay vì một con như thông thường ở bò. Vấn đề còn lại chỉ nằm ở việc thịt của chúng có ngon hay không, và chúng ta kiếm lá ở đâu cho chúng ăn. Với mức con khủng long cổ dài có thể xơi đến hàng tạ lá mỗi ngày, và một đàn Brachiosaurus có thể xơi trụi cả một cánh rừng chỉ trong thời gian ngắn. Còn những quái vật khủng long nào ở châu Phi? Không chỉ có các quái vật giống khủng long như Mokele Mbembe, Caceres hay Emila Entuka mà Mê Khủng Long TV đã kể, châu Phi còn có rất nhiều những quái vật được cho là giống khủng long khác mà có kể đến năm sau chúng ta cũng không thể kể hết. Chẳng hạn như Mbielu, con quái vật được cho là có ngoại hình giống Stegosaurus hay Enguma Monene, được liên hệ với Spinosaurus, Megalosaurus hay Dimetrodon, mặc dù cũng có mô tả cho rằng nó giống chăn hoặc giống rắn khổng lồ. Ít nổi tiếng hơn một chút có Chipekwe, Engobo, Gbahali, Mbilintu, hoặc gần đây hơn có Congoraptor. Tuy nhiên, cũng giống như hầu hết các mô tả về quái vật huyền bí đã đề cập trước đó, chúng phần lớn bất nhất, thậm chí mâu thuẫn với nhau như trường hợp của Enguma Monene, hay thậm chí là đã được chứng minh là ngụy tạo như Congoraptor. Diễn diện của rất nhiều những quái vật mang bóng hình khủng long ở châu Phi cho thấy, châu lục này dường như là mảnh đất lành của những huyền thoại hay tin đồn về quái vật khủng long. Tại sao lại như vậy? Tại sao châu Phi lại có nhiều quái vật khủng long? Trong các video của Mê Khủng Long TV về các quái vật mang hình bóng khủng long hay động vật tiền sử, hẳn các bạn sẽ nhận ra một điều, phần lớn những con quái vật này có xuất xứ từ châu Phi. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất, trong số các châu lục trên thế giới, châu Phi có diện tích thiên nhiên hoang dã lớn nhất, đồng thời thiên nhiên hoang dã ở châu Phi cũng rất đa dạng, từ sa mạc cát nóng cho đến núi cao tuyết phủ, từ đồng cỏ savan cho đến rừng xanh ngút ngàn. Chính vì thế, người ta tin rằng còn nhiều loại động vật hoang dã chưa được khám phá ở châu Phi, và nhất là vào đầu thế kỷ 20, họ còn nghĩ nếu nơi nào đó có khủng long còn tồn tại, thì đó chính là châu Phi. Nhiều cuộc thám hiểm đã được tổ chức để đi tìm khủng long ở châu Phi. Thứ hai, châu Phi là lục địa con người xuất hiện sớm nhất và cũng là nơi có nhiều hóa thạch khủng long. Vì thế, việc con người ở đây tiếp xúc với hóa thạch khủng long từ sớm gần như là một chuyện đương nhiên. Nhưng mới đây, người ta đã tìm thấy hóa thạch khủng long trong một hang động có người cư trú từ tận thế kỷ 12 ở Nam Phi. Và vì chưa có kiến thức khoa học, họ dễ dàng đánh đồng những hóa thạch này với các loài quái vật trong trí tưởng tượng của mình. Và thế là truyền thuyết về những Mokele Mbembe hay Caceres ra đời. Việt Nam sắp có khủng long, nhưng hôm nay đã là ngày 2 tháng 4, thế nên đây không phải là chuyện đùa. Việt Nam sắp có khủng long thật, nhưng mà là trên phim. Theo các trang tin về điện ảnh thì dự án phim kinh dị giật gân The Primitive World, tạm dịch là cuộc chiến nguyên thủy dựa trên tiểu thuyết cùng tên đã hoàn thành tuyển diễn viên và sắp sửa bấm máy trong năm nay. Và ngạc nhiên chưa, bối cảnh của bộ phim sẽ là Việt Nam năm 1968, thời điểm mà cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đang diễn ra cực kỳ ác liệt. Một trung đội lính Mỹ nổi xanh của quân Mỹ bị mất tích bí ẩn giữa rừng già. Nhiệm vụ của các nhân vật chính sẽ là tìm kiếm những người lính mất tích này và khám phá bí mật đằng sau sự mất tích đó. Tuy nhiên, khác với lịch sử, thủ phạm đằng sau sự mất tích này không phải những cái cây biết nói, mà là những con quái vật giống khủng long, mình có lông vũ với nguồn gốc hoàn toàn bí ẩn, được người dân địa phương gọi là quỷ lông vũ. Nếu phim làm đúng như tiểu thuyết gốc thì sẽ có sự hiện diện của khá nhiều khủng long cũng như động vật tiền sử trong phim, nhưng với nội dung kiểu này thì khả năng được chiếu tại Việt Nam sẽ gần như bằng không. Loài rắn này có thể cho Titanoboa lùi vào dĩ vãng. Năm 2009 thì Titanoboa, chi chăn khổng lồ đã tuyệt chủng được phát hiện từ hóa thạch tại Nam Mỹ, đã xoán ngôi một chi rắn khác là Gigantopithecus để giữ danh hiệu rắn khổng lồ nhất từng được phát hiện. Tuy nhiên, kỷ lục này đang lung lay dữ dội khi vào năm 2024, các nhà cổ sinh vật học Ấn Độ đã công bố phát hiện của họ về một loài rắn khổng lồ mới từng sống cách đây 47 triệu năm. Ban đầu thì người ta nhầm hóa thạch của loài rắn này với xương của cá sấu, nhưng trong mô tả mới nhất, họ đã xác định lại đây là đốt sống của một loài rắn khổng lồ đã tuyệt chủng, được đặt danh pháp khoa học là Vasuki Indicus, theo tên con rắn quấn quanh cổ thần hủy diệt Shiva, cùng với tên nước Ấn Độ trong tiếng Latin.
Trong khi Titanoboa có chiều dài ước tính từ 13 đến 14 mét, thì Vasuki Indicus có khả năng vượt qua con số này khi chiều dài ước tính của nó là từ 11 cho đến 15 mét. Mặc dù thuộc họ rắn Mastoidi, nhưng với kích thước khổng lồ này thì Vasuki Indicus được cho là di chuyển chậm và săn mồi theo kiểu mai phục giống các loài chăn lớn. Tuy vậy thì cộng đồng cổ sinh vẫn cho rằng cần phải xác minh thêm chiều dài của Vasuki Indicus trước khi công nhận kỷ lục mới.